Đối đầu giữa Mỹ, Trung Quốc trên Biển Đông, sự thật và hư cấu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz cùng bốn tàu chiến khác của Mỹ đến Biển Đông tham gia cuộc tập trận quy mô lớn với Philippines. Các cuộc tập trận này bao gồm các chuyến bay 24 giờ trên 24 giờ từ tàu sân bay nhằm thử nghiệm tính năng nổi bật của các chiến đấu cơ để cung cấp cơ hội huấn luyện nâng cao cho các lực lượng của Mỹ và cung cấp cho các chỉ huy chiến đấu sự linh hoạt đáng kể khi ứng phó với các tình huống trong khu vực. Một điểm đáng chú ý là cuộc tập trận của Hải quân Mỹ diễn ra vào đúng thời điểm quân đội Trung Quốc đang tiến hành tập trận phi pháp xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo thông tin trên tờ Wall Street Runner, hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz cùng bốn tàu chiến khác của Mỹ đến Biển Đông tham gia cuộc tập trận quy mô lớn với Philippines từ ngày 4 tháng 7. Các cuộc tập trận này bao gồm các chuyến bay 24 trên 24 giờ từ tàu sân bay nhằm thử nghiệm tính năng nổi bật trên các chiến đấu cơ để cung cấp cơ hội huấn luyện nâng cao cho các lực lượng của Mỹ và cung cấp cho các chỉ huy chiến đấu sự linh hoạt đáng kể khi ứng phó với các tình huống trong khu vực. Chuẩn đô đốc George M. Wyckoff, chỉ huy cuộc tập trận cho biết, Mục đích của cuộc tập trận là nhằm thể hiện một tín hiệu rõ ràng đối với các đối tác và đồng minh của chúng tôi rằng Mỹ cam kết đảm bảo an ninh và ổn định khu vực. Một điểm đáng lưu ý là cuộc tập trận của Hải quân Mỹ diễn ra vào đúng thời điểm quân đội Trung Quốc đang tiến hành tập trận phi pháp xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự ở gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một phát biểu cho hay Bộ Quốc phòng rất lo ngại việc Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Các hoạt động này sẽ làm mất ổn định hơn nữa tình hình trong khu vực. Tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông là phản tác dụng đối với những nỗ lực tháo gỡ căng thẳng và duy trì sự ổn định. Câu hỏi được đưa ra lúc này là cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ không liệt như thế nào? Theo phân tích của ông Hubo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Hàng hải tại Viện Nghiên cứu Đại dương Đại học Bắc Kinh Cả Mỹ và Trung Quốc đều có lý do để duy trì và mở rộng sự hiện diện quân sự trên biển Đông. Trung Quốc là quốc gia duyên hải lớn nhất ở biển Đông và có các lợi ích quan trọng về chủ quyền lãnh thổ, vùng biển thuộc quyền tài phán và các tuyến giao thông đường biển. Tuy nhiên, nước này lại đang tham vọng bá chủ biển Đông. Trong khi đó, Mỹ tính toán đến ưu thế hàng hải, tự do hàng hải trên biển Đông và các cam kết an ninh đối với các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, kể từ khi kết thúc Thế chiến 2, Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự mạnh nhất và thực hiện một loạt các hoạt động quân sự phức tạp trên Biển Đông. Ông Hubo cũng cho hay, một thời gian dài sau Thế chiến 2, do lực lượng hải quân và không quân yếu kém của Trung Quốc, không có nhiều cơ hội cho các lực lượng quân sự Trung Quốc và Mỹ chạm trán nhau trên biển. Tuy nhiên, nhiều thứ đã thay đổi trong thập kỷ vừa qua. Trong khi năng lực của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng và sự tiến bộ của hải quân và không quân đặc biệt ấn tượng, Mỹ ngày càng lo lắng về sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc và tăng cường đáng kể sự hiện diện của hải quân và không quân kể từ năm 2009. Các loại máy bay của Mỹ tăng 100% lên khoảng 1.500 chiếc và sự hiện diện của tàu chiến và tàu sân bay cũng tăng 60% lên khoảng một 000 tàu mỗi năm. Trong bối cảnh này, các cuộc chạm trán quân sự thường xuyên là không thể tránh khỏi và không bên nào thoải mái với những sự thay đổi này. Mỹ đã từng là vô song, thế nhưng cũng chưa thể sẵn sàng để đáp ứng sự trỗi dậy hàng hải của Trung Quốc. Mặc dù quân đội Trung Quốc dù rất mạnh về mặt vật chất, nhưng vẫn là một người mới về mặt tinh thần và đang trong quá trình học cách tương tác với các đối tác Mỹ như một cường quốc trưởng thành. Ông Hubo nói thêm, vì thế cả hai đành chấp nhận chung sống hòa bình. Nếu cả hai bên phát triển bình thường, về sức mạnh, tương lai của Biển Đông sẽ là một khu vực lưỡng cực, bất kể họ có ý định gì. Hơn nữa, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều miễn cưỡng phải lựa chọn đứng về phía Trung Quốc hay Mỹ. Do đó, thật khó để một trong hai bên có thể thiết lập lại một trật tự thống trị ở đây. Nhưng như học giả người Nga Pavel Vinogradov đã nhận xét trong bài viết mang tựa đề Khi Covid-19 tràn vào Biển Đông, được đăng trên tạp chí Thế giới Đa Cực. Trong bối cảnh thế giới chịu nhiều tổn thất liên quan đến đại dịch Covid-19 và bất ổn tại các quốc gia phương Tây do phân biệt sắc tộc thì tình hình tại khu vực biển Đông tiếp tục căng thẳng, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới. Nguyên nhân xuất phát từ chính sách của một quốc gia trong khu vực, đó là Trung Quốc. Bắc Kinh đơn phương thiết lập sự hiện diện quân sự và kinh tế của mình tại các vùng lãnh thổ tranh chấp, trước hết là trên các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo ông Pavel Vinogradov Trung Quốc đã bỏ qua các quy tắc của luật pháp quốc tế, có những hành động gây ra quan ngại nghiêm trọng đối với các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như cộng đồng quốc tế. Và đương nhiên, Mỹ không bao giờ chịu để yên. Hồi cuối tháng 6, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố, Trung Quốc không được phép xem biển Đông là đế chế hàng hải, đồng thời cho biết phía Mỹ sẽ sớm thảo luận thêm về vấn đề này. Viết trên Twitter, ông Mike Pompeo cũng hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Tại Hà Nội, trao đổi với báo chí chiều ngày 2 tháng 7, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Christenbrink cho biết, Mỹ phản đối việc Trung Quốc hay bất kỳ nước nào sử dụng các biện pháp ép buộc để tăng cường tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc dừng các hoạt động mang tính khiêu khích làm ảnh hưởng đến ổn định khu vực. Đại sứ Daniel J. Christenbrink chỉ rõ, Mỹ phản đối việc Trung Quốc cản trở các quốc gia thành viên ASEAN tiếp cận khai thác trữ lượng dầu khí ở Biển Đông, phản đối Trung Quốc ngăn cản hoạt động tự do trên vùng biển này, cũng như ngăn cản các hoạt động kinh tế ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chính sách của Mỹ là đảm bảo sự ổn định của các nước vì lợi ích chung mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc này và thúc đẩy lợi ích chung của các nước cho dù có những thách thức nhất định học giả pavel vinogradov phân tích sự khiêu khích của một bên chắc chắn sẽ mời sự trả đũa khác nơi mà sự leo thang xoắn ốc là rất có thể nhưng xét về việc cả hai bên đều có nhiều nền tảng vũ khí đều là các cường quốc hạt nhân thì tính khả thi của một giải pháp quân sự đã giảm đi rất nhiều đồng quan điểm này giám đốc trung tâm nghiên cứu và chiến lược hàng hải tại Viện Nghiên cứu Đại Dương Đại học Bắc Kinh nhấn mạnh. Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông chắc chắn là đang gia tăng, nhưng xảy ra chiến tranh thì vẫn là một điều xa vời. Đại dịch gần đây đã làm cho cả hai quốc gia và quân đội trở nên nhạy cảm hơn. Trong một trường mực nào đó làm gia tăng căng thẳng của tình hình. Vì COVID-19, Trung Quốc và Mỹ quan tâm tới hoạt động của nhau nhiều hơn. Ngoài việc duy trì hoạt động hàng ngày ở phía Tây Thái Bình Dương, cả hai bên đều có một số lo lắng mới. Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tận dụng khoảng trống quyền lực tạm thời, nên nước này đã cố tình thể hiện nhiều lực lượng hơn và tạo cho Trung Quốc nhiều áp lực ngoại giao hơn. Trung Quốc thì cho rằng chính sách Biển Đông của Washington đang ngày càng tuyệt vọng đến mức ngay cả trong đại dịch, Mỹ vẫn không quên khiêu khích Trung Quốc. Bắc Kinh cũng bị thuyết phục rằng Mỹ được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh quyền lực đang tập trung vào các hoạt động của Trung Quốc và bỏ qua các hành động của các bên yêu sách khác. Thực tế thì từ tháng 4 đến nay, Hải quân Mỹ đã cử một loạt tàu chiến, bao gồm cả tàu USS America LHA-6, đến khu vực đụng độ giữa tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc và West Capella của Malaysia để ngăn chặn các hoạt động của Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc khi đó được cho là có số lượng lớn tàu chiến ở đó cùng một lúc, làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi giữa giới truyền thông và các chuyên gia về đối đầu Mỹ-Trung trên Biển Đông. Một trường hợp khác ít công khai hơn nhưng dữ dội hơn là trinh sát và phản gián của đội hình tàu sân bay Trung Quốc, đội tàu Liêu Ninh đang thực hiện huấn luyện di động xuyên biển trong sự giám sát của tàu chiến Mỹ và nhiều máy bay quân sự. Một tàu chiến của Mỹ thậm chí đã từng đến trong phạm vi 100 mét của tàu sân bay Trung Quốc. Mặc dù vậy, cả hai bên vẫn chủ yếu là kiềm chế. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà phân tích, Trung Quốc và Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chuẩn bị cho bất kỳ một cuộc xung đột quân sự nào và các kịch bản tồi tệ nhất ở Biển Đông, cho dù không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên muốn giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực. Trong các tương tác quân sự hàng ngày có những rủi ro thực sự gia tăng, nhưng trong trường hợp không có mong muốn chủ quan cho xung đột, những rủi ro này rất có khả năng được kiểm soát. Tập trận cùng lúc ở Biển Đông, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đáp trả Mỹ Quý vị thân mến, hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz cùng các chiến hạm tháp tùng của hải quân Mỹ đã tới Biển Đông để bắt đầu tập trận hôm 4 tháng 7 vừa qua, đúng vào thời điểm mà Trung Quốc đang tổ chức các cuộc diễn tập quân sự tại vùng biển này. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đây là một trong số những cuộc tập trận lớn nhất của hải quân Mỹ trong vài năm qua. Rất hiếm khi cả Mỹ và Trung Quốc xúc tiến tập trận cùng lúc trong cùng một khu vực như vậy. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm nay Ngày 6 tháng 7 tuyên bố, tình hình ở Biển Đông vẫn ổn định. Song ông cáo buộc phía Mỹ đang âm mưu khuấy đảo căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á. Ông Triệu Lập Kiên nói: "Mỹ cố tình triển khai binh lực cho các cuộc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông và nhằm thị uy. Họ có các động cơ ngầm. Mỹ đang gây chia rẽ giữa các quốc gia trong khu vực và quân sự hóa Biển Đông." Động thái mới của Mỹ diễn ra khi mà Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch tập trận kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng. Chuẩn đô đốc George M. Wyckoff, chỉ huy nhóm tàu tấn công USS Ronald Reagan cho biết, mục đích sứ mệnh của họ không phải nhằm thách thức các cuộc tập trận của Trung Quốc, mà để đáp trả sự quá quyết ngày càng tăng về mặt quân sự của nước này trong khu vực. Động thái cũng nhằm truyền tải tín hiệu rõ ràng cho các đối tác và đồng minh của chúng tôi biết rằng, chúng tôi cam kết ủng hộ an ninh và ổn định ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Trong các thông điệp đăng tải trên Twitter, quân đội Mỹ cho hay các máy bay ném bom B-52 cũng tham gia cuộc tập trận ở Biển Đông và hai nhóm tàu sân bay tấn công sẽ không để Trung Quốc đe dọa. Thời báo Hoàn Cầu trích dẫn lời các nhà phân tích quân sự Trung Quốc nói Bắc Kinh đang hoàn toàn kiểm soát tình hình. Theo Wang Junfei, một sĩ quan hải quân về hưu quân đội Trung Quốc PLA đã thực hiện các cuộc tập trận với tên lửa đạn đạo, tên lửa không đối hạm và tên lửa chống hạm ở khu vực giữa Biển Đông trong năm qua, để chuẩn bị cho các cuộc tập kích chống tàu sân bay của nước ngoài. Ông Wang lưu ý, cuộc tập trận mới nhất của Mỹ sẽ cung cấp mục tiêu thực tế cho Hải quân PLA thử nghiệm các khả năng. PLA cũng có thể thực hiện thêm một đợt tập trận nữa ở biển Đông vào tháng 8 tới đây. Giấy chứng tử tiết lộ những thông tin bất ngờ về vụ xung đột giữa binh sĩ Ấn Trung. Một trong những người lính Ấn Độ đã bị rạch cổ họng bằng đinh kim loại trong bóng tối. Reuters đưa Tin dẫn lời người cha của người lính được nhắc tới, người cha này nói rằng đã được một đồng đội của con trai người cũng có mặt tại hiện trường vụ ẩu đả tiết lộ. Những người khác thì bị đẩy xuống vùng nước bị đóng băng của sông Ganwan ở phía tây dãy Lạp Sơn, các nhân chứng đồng thời cho biết. Như đã đưa tin trước đó, 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ ngày 15 tháng 6 tại khu vực biên giới tranh chấp. Các binh sĩ đều thuộc trung đoàn Bihar thứ 16 được triển khai tại vùng Ganwan không có phát súng nào được bắn, nhưng đó là mất mát lớn nhất trong cuộc chiến giữa hai nước láng giềng Ấn Trung kể từ năm 1967. Hãng tin Reuters đã trao đổi với người thân của 13 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong đó giấy chứng tử của 5 trường hợp đã liệt kê những vết thương kinh hoàng mà các binh sĩ đã phải hứng chịu trong vụ đụng độ kéo dài 6 giờ đồng hồ và ban đêm tại vùng núi hẻo lánh dài hơn 4.000 mét. Reuters đã liên lạc với Bệnh viện quân đội ở khu vực Ladakh của Ấn Độ, nơi các thi thể được đưa đến. Bệnh viện từ chối bình luận về nguyên nhân cái chết và nói rằng các thi thể đã được gửi đến các gia đình cùng với giấy chứng tử. Bên cạnh đó, Reuters cũng trao đổi với hai binh sĩ thuộc trung đoàn Bihar được triển khai tới khu vực biên giới. Hai người này đã hộ tống đưa thi thể của các đồng đội trở về nhà, song không tham gia trực tiếp vào vụ đụng độ. Bộ quốc phòng Ấn Độ hiện chưa đưa ra bình luận về vụ ẩu đả tại biên giới với Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của Reuters, một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc tiếp tục nhắc lại những tuyên bố trước đây của nước này, trong đó đổ lỗi cho phía Ấn Độ xâm phạm đường biên giới và khiêu khích phía Trung Quốc. Người phát ngôn cho biết, khi các sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc tới đó để đàm phán, họ bị các binh sĩ Ấn Độ tấn công một cách bất ngờ và hung bạo, trách nhiệm hoàn toàn không thuộc về phía Trung Quốc. Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa cung cấp bằng chứng cho thấy sự khiêu khích của Ấn Độ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không bình luận về vụ việc. Ba trong số những binh sĩ đã tử vong với động mạch ở cổ bị đứt, hai người bị thương ở đầu do các vật sắc nhọn, trích thông tin trong giấy chứng tử mà Reuters được cung cấp. Một quan chức chính phủ ở New Delhi chia sẻ thông tin về vụ việc. Đây là một cuộc ẩu đả, họ chiến đấu bằng bất kể thứ gì họ có trong tay, từ gậy, que, thậm chí cả tay không. Theo SCMP, chính phủ Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch từ trước cho cuộc tấn công, song không cung cấp toàn bộ thông tin về vụ việc. Bắc Kinh đồng thời bác bỏ thông tin do Bộ trưởng Ấn Độ đưa ra rằng Trung Quốc đã mất 40 binh sĩ. Reuters hiện chưa có toàn bộ thông tin về diễn biến vụ việc, song các quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết các binh sĩ Ấn Độ đã dỡ chạm quan sát và lều của binh sĩ Trung Quốc vì chúng nằm bên phía đường biên giới của Ấn Độ. Một trong số binh sĩ được triển khai tới khu vực biên giới tranh chấp nói với Reuters rằng lực lượng quân đội Trung Quốc áp đảo nhóm tuần tra Ấn Độ về số lượng binh sĩ này đã nghe được thông tin yêu cầu tiếp viện được gửi qua bộ đàm về trụ sở của lực lượng quân đội Ấn Độ ở La Đắc. Phòng không thổ chết đứng ở Khmer Mim của Libya, ai đã giăng thế trận luồn sâu đánh hiểm? Thật là một chiều chủ nhật tuyệt vời, là bình luận đã lan truyền nhanh chóng của những người ủng hộ chính phủ Syria và quân đội quốc gia Libya LNA trên mạng xã hội sau các tin tức đầu tiên về cuộc tập kích vào căn cứ không quân al Watiya được công bố. Ngày 5 tháng 7, trong bài viết xác thực về cuộc tập kích của các máy bay không xác định, tờ Jenny Safak của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thêm rằng Ankara đang thiết lập hai căn cứ quân sự ở miền Tây Libya và al Watiya rõ ràng là một trong hai căn cứ nói trên. Cho tới thời điểm hiện tại, không thể bác bỏ việc thổ muốn chơi lớn ở Libya theo cách mà người Nga đã làm ở Syria, tức là thiết lập một đầu cầu ở al Watiya, một Mim ở Libya để điều hành một loạt các hoạt động quân sự trên không và trên bộ. Trong bài viết được đăng tải trên Hurriyet Daily ngày 6 tháng 7, nhà phân tích Serkan Dermitas nhấn mạnh rằng al Watiya sẽ hỗ trợ chính phủ Hiệp định Quốc gia GNA tiến chiếm Sitter và al Jufra mở tung cánh cửa tiến vào khu vực lưỡi liềm dầu ở trung tâm Libya. Các vũ khí bị phá hủy ở Anguatia như 4 tổ hợp MIM-23 w hai xe tăng và một số máy bay không người lái UAV cho thấy Ankara đang ở giai đoạn đầu tiên của việc thiết lập đầu cầu, tức là tạo một lực lượng bảo vệ trên mặt đất, một ô phòng không xung quanh căn cứ. Tuy nhiên, có ai đó không muốn Thổ Nhĩ Kỳ đạt được mục đích và đã ra đòn phủ đầu. Cũng theo ông Demitas, việc GNA kiểm soát các mỏ dầu từ tay LNA có thể là một bước ngoặt trong cuộc xung đột. Và cũng là lý do tại sao Ai Cập coi Siter là một lần danh đỏ, còn Nga bị cáo buộc triển khai chiến đấu cơ tới căn cứ Anjufra để ngăn chặn kế hoạch này. Kể từ cuối tháng 5 năm 2020, Anguatiya đã trở thành một mục tiêu được Ankara ra sức bảo vệ. Nhưng vụ tập kích ngày 5 tháng 7 cho thấy một lỗ hổng lớn trong năng lực của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, TAF, khi tiến hành viễn trình. Có tới 3 giả thiết về cách thức mà ai đó đã tiến hành cuộc tập kích được đưa ra như sau. Giả thuyết 1. Mirage 2000 của không quân UAE cắt cánh từ căn cứ không quân Sidi Barrani của Ai Cập đã vượt qua biển địa Trung Hải hoặc miền đông Libya do LNA kiểm soát để không kích al -Watiya. Giả thuyết thứ hai, Rafale và Mirage 2000 của không quân Pháp đang hoạt động chống khủng bố từ Chad và Nigeria đã bí mật thâm nhập qua biên giới Libya để tấn công al từ hướng Nam hoặc Đông Nam. Giả thiết thứ ba, các tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-24 cất cánh từ căn cứ Al-Jufra và có thể là Benghazi trong vùng LNA kiểm soát đã tham gia cuộc tập kích. Quãng đường chim bay từ Al-Watiyah tới Al-Jufra và Benghazi tương ứng là 539 km và 788 km còn để tới Sidi Barani hoặc Chat rõ ràng các máy bay sẽ phải di chuyển trên quãng đường lên tới hơn 1.300 km. Nếu phải xuất kích với hành trình nói trên, các tiêm kích Rafale hoặc Mirage 2000 nhiều khả năng sẽ phải bay cùng các máy bay tiếp dầu và hoạt động này sẽ khó tránh khỏi việc bị các tổ hợp radar của Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện. Cần nhấn mạnh rằng, Libya hoàn toàn không giống với Syria, nơi mỗi chiếc phản lực cơ xuất kích thì gần như phe đối địch sẽ có tin tình báo do người dân cung cấp. ở phía nam Libya là nơi cư ngụ của các bộ lạc những người có mối liên hệ lỏng lẻo với cả hai phe tham chiến. kịch bản những chiếc phản lực cơ cất cánh từ Al -Jufra từ chiều tối ngày 5 tháng 7, bay ở độ cao thấp vượt qua khu vực không người ở phía bắc wadi al Sati, lách giữa Nalut và Jabal al Gabi, lướt qua khu gia báo Ditan trước khi không kích Anquatia, nhiều khả năng là những gì đã xảy ra. Ngoài ra việc ai đó nắm được điểm yếu của các tổ hợp MIM-23 Hawk ở Anquatia và biến chúng thành mục tiêu chính của cuộc tập kích cho thấy nhiều khả năng các tổ hợp vẫn chưa được đưa vào chế độ trực chiến. Rõ ràng là ai đó đã chứng minh rằng họ vẫn khống chế được bầu trời và mặt đất, tha hồ làm mưa làm gió. Và nếu Ankara và Tripoli không hiểu rằng họ đang ngồi trên đống lửa và tỏ ra liều lĩnh, Việc tiếp tục bị ăn hành là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nga hé lộ nhiều nước muốn mua siêu tăng T14 Armata sau màn thử nghiệm ở Syria. Thưa quý vị, TISS ngày 7 tháng 7 dẫn lời quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, các nhà sản xuất Nga sẵn sàng cung cấp cho người mua tiềm năng cả hai hệ thống phòng không gồm S300 và S400 cùng với các thế hệ máy bay phản lực trực thăng tiên tiến khác. Chúng tôi đang chuẩn bị bán tiêm kích đánh chặn MiG-35 và quảng bá mẫu siêu tăng T-14 Armata. Trước đó, bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov từng nói rằng Nga có kế hoạch làm việc với các đối tác nước ngoài về khả năng xuất khẩu tăng T-14 vào năm 2021, song đã nhận được một loạt đề nghị thương lượng sớm. Ông Manturov cũng cho biết T-14 đã được thử nghiệm trên chiến trường Syria và dự kiến những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho quân đội Nga ngay trong năm 2020 để kiểm tra trước khi biên chế loạt vào năm sau. Xe tăng T-14 Armata được phát triển bí mật từ năm 2009 và lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2015 với thiết kế đột phá. Nga khẳng định T-14 là xe tăng đầu tiên trên thế giới đạt các bước tiến về công nghệ để trở thành xe tăng thế hệ thứ ba. Dòng siêu tăng này nổi bật nhờ tháp pháo không người lái được điều khiển từ xa. Khoang vũ khí được tách biệt hoàn toàn với khoang lái, giúp các binh sĩ thoát chết ngay cả trong những tình huống bị tên lửa đánh trúng. Vũ khí chính trên T-14 Akmata là pháo nòng trơn 2A821M, cỡ nòng 125mm, có sơ tốc đầu nòng cao hơn 20% so với pháo Rain Metal 120mm L55 tối tân nhất hiện nay do Đức sản xuất đạn xuyên giáp của T-14 có thể bắn thủng lớp giáp dày 900mm thép cán đồng nhất RHA từ khoảng cách 2km. Ngoài tăng T-14 Akmata, Nga đã công bố 3 loại vũ khí khác được phát triển trên nền tảng Akmata là xe chiến đấu bộ binh T-15, xe thiết giáp cứu kéo T-16 BRMT và pháo tự hành 2S-35 Coalicia SV.